Con xin kính chào sư thầy và các bạn. Thì con tên là Lê Đình Luân ạ. Con đến từ câu lạc bộ kiến trúc. Thì con có một câu hỏi mong thầy giải đáp, đó là thầy hôm nay giảng về phước đức không ai cho, thì con muốn hỏi là không biết là phước đức của mình ấy thì có để dành cho ai được không? Ví dụ như con muốn dành một phần phước đức của mình cho cha cho mẹ con ấy, thì không biết là có cách nào để làm được không thầy? Và cái thứ hai thì con đã nghe qua thầy lần trước giảng về Vu Lan báo hiếu ấy, thì có đệ tử Phật đã từng xuống ngạ quỷ để cứu mẹ mình ấy, thì có phải là cái ngày mà mình dành một phần phước đức của mình cho cha cho mẹ là vào cái ngày Vu Lan không ạ? Con xin cảm ơn ạ. Dạ vâng, quả thực là một câu hỏi rất là hay đến từ một người con, có lẽ là rất là có hiếu đấy. Câu hỏi thứ hai, bạn hỏi rằng con có thể dành được phước đức cho cha mẹ hay không? Bạn cũng có lấy một câu chuyện có một người xuống ngã quỷ để cứu mẹ. Thì hôm nay ấy, với cái chủ đề là phước đức không ai cho, thì bạn hỏi thầy, hỏi sư phụ là vậy con có thể để dành phước đức cho cha mẹ được hay không? Hay là dành phước đức cho con cháu được hay không? Chúng ta biết rằng đã là phước đức là không thể cầm mà cho được, không cho ai, mình cũng không đem cho được. Và mà chúng ta chỉ có cách để giúp nhau tạo phước thôi, tạo nhân, tạo duyên và trợ nhân, trợ duyên để cho người khác có phước, tạo phước. Chứ ta không thể đem cho phước báu được các con ạ. Phước báu không đem cho được, nhá. Không đem cho được, đây là một quy luật, một nguyên lý. Nếu phước báu cho được thì Đức Phật, như Thầy nói đấy, đã cho chúng ta hết rồi. Và chúng ta đến xin Phật cho con tí phước, Phật cho hết rồi. Là mình giàu, mình không sung sướng. Và, nhưng không thể cho được. Vậy thì ở đây, chúng ta nói rằng cha mẹ để phước đức cho con nghĩa là thế nào? Cha mẹ để phước đức cho con không phải rằng là cha mẹ chỉ đi làm việc phước không? Nghe không? Cha mẹ làm việc phước rồi và phải dạy cho con mình biết làm việc phước. Và tại sao người ta vẫn nói cha mẹ làm phước thì con cái cũng được hưởng? Là vì con cái ở trong một ngôi nhà mà cha mẹ chăm chỉ làm phước thì chính con cái cũng được ảnh hưởng cái tâm, cái suy nghĩ của cha mẹ. Cho nên con cái cũng tự nhiên sinh ra biết làm phước. Giống như thầy sinh ra trong gia đình, ông bà, cha mẹ đều biết làm phước, thì tự nhiên thầy cũng được ảnh hưởng, tâm thầy cũng thích làm phước. Cái đấy là cái coi như là cha mẹ cho mình đấy, và giúp cho mình nhé. Chứ còn không phải là cha mẹ cho phước được các con ạ. Hay chúng ta cũng không thể cho phước cha mẹ được. Các con có thể đem của cải cho cha mẹ, nhưng mà gọi là phước thì không thể cho cha mẹ. Nghe không? Nhé, không cho cha mẹ được. Đấy. Thế thì đây là một cái nguyên lý để cho các con biết về cái chỗ này nhé. Nhưng mà các con có thể làm phước vì cha mẹ được. Các con có thể làm phước vì cha mẹ. Ví dụ như là Ngài Mục Kiều Liên, Ngài có thể phát tâm cúng dường, và cái phước báo ấy là phước báo hồi hướng cho cha mẹ. Thế đấy là mình làm phước cho cha mẹ. Làm phước, phước ấy làm cho cha mẹ thì được. Chứ còn phước báo thì mình không thể đem phước của mình để cho cha mẹ được. Đấy. Các con rõ không nào? Ta có thể làm phước cho cha mẹ. Vì cha mẹ mà mình làm việc này, việc phước này, thì cha mẹ được hưởng cái phước đó. Đấy, các con có thể vì cha mẹ các con làm một cái việc phước thiện gì đó thì cha mẹ được hưởng cái phước đó của các con nhé. Nhưng mà các con cũng không thể đem cái phước của mình để cho cha mẹ được. Đã, nhớ chưa nào? Cái này nó khác nhau, chỗ này các con phân biệt thật rõ. Có thể làm phước cho cha mẹ, làm phước cho con cái mình làm, và cái phước ấy, cái quả phước ấy mình hồi hướng cho con cái thì con cái có thể được hưởng cái phước đấy. Nhưng còn phước báu của mình thì mình không cho con cái được, cũng không cho cha mẹ được. Các con rõ chỗ này không? Nha. Yeah.